Sân vận động chính của tuần lễ thể thao Indonesia PON 2024 sẽ được đặt tên là Mara Halim. Sân vận động đã được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2023 trên diện tích 300 ha tại Sena, Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra. Sân bóng mới đạt tiêu chuẩn FIFA và có kinh phí xây dựng 587 tỷ rupiah Indonesia, nó sẽ là một sân vận động bóng đá chuyên nghiệp. Sân vận động mới với sức chứa 25.000 khán giả có thể trở thành một biểu tượng của niềm tự hào ở Bắc Sumatra. Toàn bộ khán đài sẽ được lắp đặt ghế đơn và được bao phủ bởi mái che. PON lần thứ 21 vào năm 2024 sẽ diễn ra tại hai tỉnh ở Indonesia là Bắc Sumatra và Aceh. Tại Indonesia, tuần lễ thể thao quốc gia được tổ chức với quy mô không kém gì Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games. Vì vậy, các tỉnh được chọn phải chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ và chất lượng nhất cho các môn thể thao.